Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Trị. Theo quy định của Chính phủ, từ ngày hôm qua 16 tháng 3, người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang tại các khu vực công cộng. Ghi nhận của phóng viên thời sự về việc chấp hành của người dân.